Chương 50. Một dốc cán rang. Mùa an cư năm sau, Phật cư trú ở Tỳ Lan Nhã. Khóa an cư năm đó có tất cả là 500 thầy tham dự. Hai đại đức lớn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm phụ tá cho Phật trong khóa an cư này. Vào giữa mùa an cư, trời rất nóng, không muốn ở trong tịnh xá của người nữa. Suốt ngày Phật ra ngồi dưới một cây niêm ba, cành lá xanh tốt che mát cả một vùng. Phật thọ trai, nói pháp thoại, ngồi thiền và trải chiếu nằm ngủ ngay dưới gốc cây này. Vào tháng thứ ba của mùa an cư, các vị khất sĩ than thở với nhau là thức ăn xin được mỗi ngày càng lúc càng hiếm. Có nhiều thầy đi khất thực về trước chiếc bát không? Hỏi thăm, Phật biết rằng năm nay ở đây mất mùa và kho lúa dự trữ của chính quyền địa phương sắp cạn. Dân chúng địa phương đói và chính quyền phải phát thẻ cứu trợ thực phẩm. Dân chúng không có ăn thì làm gì có để cúng dường. Số lượng 500 vị khất sĩ là một số lượng lớn quá. Chính Phật có hôm cũng phải mang bát không về. Có nhiều hôm người chỉ sống bằng nước trong và hơi thở. Nhiều vị khất sĩ thiếu ăn ốm đi trông thấy. Đại đức Mục Kiền Liên đề nghị với Phật là giáo đoàn nên di cư về Uttarakuru ở miền Nam để tiếp tục mùa an cư, vì ở đó không có nạn đói. Phật không chấp nhận. Người nói: Không nên làm như thế, Mục Kiền Liên. Có phải chỉ vì một mình đói đâu mà thôi, cả dân chúng đều đói, chỉ trừ những nhà giàu. Nếu ta vì đói mà bỏ đi thì ta không chia sẻ được những khó khăn và ta không thông cảm được với dân chúng ở đây. Mục Kiền Liên, chúng ta nên ở lại đây cho đến hết mùa an cư này. Người thỉnh Mục về Tỳ Lan Nhã an cư là một vị thí chủ Bà La Môn giàu có, đã từng được nghe Phật thuyết pháp, tên là Akhidatta. Nhưng ông này bận rộn với việc đi đây đi đó để buôn bán, cho nên không thấy được tình trạng của giáo đoàn. Một hôm, Đại đức Mục Kiền Liên chỉ cho Phật thấy một vùng cây cỏ xanh tươi gần nơi trung tâm tu học và thưa với Phật: Lạy Thầy, con nghĩ nếu cây cối xanh tốt như vậy là vì dưới đất có nhiều chất dinh dưỡng. Con xin đề nghị là chúng ta lật đất lên, lấy phần đất mềm và bổ dưỡng ở dưới hòa tan trong nước và uống lấy nước ấy cho có chất bổ dưỡng. Phật đáp: Không nên làm như thế, Mục Kiền Liên. Hồi tu ở núi Đan Si Ri, ta cũng đã có làm như thế mà không thấy có công hiệu gì. Vả lại, có bao nhiêu sinh vật đang sống bình an dưới mặt đất, không bị sức nóng và ánh mặt trời làm khô chết. Nếu ta lật đất lại thì biết bao nhiêu loài sẽ bị hy sinh, trong đó kể cả các loại cây cỏ đang tốt tươi. Nghe Phật nói vậy, Thầy Mục Kiền Liên im lặng, không dám nói nữa. Theo thường lệ thì khi đi khất thực về, các thầy chia bớt phần mình xin được vào những chiếc chậu đặt ở giữa trai đường, để những vị nào không xin được có thể đến lấy. Nhưng cả 10 hôm nay, chẳng có hôm nào các tường thấy được một chiếc bánh chapati hay một hạt cơm trong các chậu đó. Lý do là, nếu thầy nào xin được một ít thức ăn, thì thức ăn ấy cũng không đủ cho thầy ấy sử dụng, nói gì đến chuyện chia sẻ. La Hầu La có tâm sự với các tường là khi đi khất thực, các thầy lớn có cơ hội được cúng dường hơn là các thầy nhỏ. Các tường cũng đồng ý như vậy. Các tường nói với bạn: Không hiểu tại sao độ rầy vừa thọ trai xong thì một lát sau đã thấy đói. Từ trước đến giờ có bao giờ chú thấy như vậy chưa? La Hầu La công nhận các tường nói đúng. Chú nghĩ có lẽ thời buổi đói kém nó sinh ra như vậy. La Hầu La đang vào độ tuổi lớn, ăn đủ mà nhiều hôm còn thấy đói, huống hồ bây giờ có ngày chẳng có một hạt cơm hay một trái ổi để vào trong bụng. Một hôm,
Sau khi đi khất thực về, Đại Đức A Nan Đà đi kiếm một cái ôm đất, rồi bắt ôm lên trên một cái bếp ngoài trời. Cái bếp được dựng bằng ba cục đá. Đại Đức nhặt các cành củi khô và loay hoay nhóm lửa. Thấy lạ, chú Cát Tường tới gần, chú nói: "Thầy để con nhóm bếp giùm cho." Cát Tường nhóm bếp tài hơn thầy A Nan Đà nhiều. Trong chốc lát, lửa đã cháy bùng lên. Đại Đức A Nan Đà trịnh trọng lấy bát ra, trong bát có một thứ gì giống như mặt cưa. Thầy đổ tất cả vào trong chiếc ôm đất. Thầy nói với Cát Tường: "Đây là cám, chúng ta rang cám này cho thơm rồi đem dâng lên cho Phật thay cơm trưa." Trong khi Cát Tường dùng hai que củi nhỏ để trộn cám trong nồi rang, Đại Đức A Nan Đà kể cho chú nghe rằng có một người lái buôn ngựa từ miền Bắc xuống đem theo 500 con ngựa. Hiện ông ta đang ở Tỳ Lan Nhã. Ông ta đã có dịp làm quen với các vị khất sĩ áo vàng. Ông ta biết về tình trạng đói kém ở đây và biết rằng các vị khất sĩ cũng đang đói. Sáng hôm nay, ông gặp Đại Đức A Nan Đà ở cổng chuồng ngựa. Ông ta nhắn với Đại Đức là hôm nào không xin được thức ăn cúng dường, các vị có thể ghé chuồng ngựa và mỗi vị sẽ nhận lãnh vào bát một dốc cám để ăn cho đỡ đói. Nghe nói thế, Đại Đức A Nan Đà liền ngỏ ý là ông có thể cúng dường cho Phật và cho thầy hai phần cám, bởi vì hôm nay chưa có ai đặt gì vào bát thầy. Người chủ ngựa đưa thầy vào và dốc hai dốc cám cúng dường, một dốc cho Phật và một dốc cho thầy. Thầy hứa sẽ báo tin mừng này cho các vị khất sĩ biết, và thầy có ý định đem rang cám này lên cho thơm trước khi dâng cho Phật. Cám đã thơm, thầy A Nan Đà trút cám trở lại vào bát. Thầy rủ Cát Tường đi với thầy về phía cây Niêm Ba. Thầy dâng cám lên Phật. Phật hỏi thầy và Cát Tường có ăn gì chưa. Cát Tường bạch là sáng nay chú đã xin được hai củ khoai nhỏ. Thầy A Nan Đà nói là thầy đã có phần cám của thầy. Phật bảo hai người ngồi xuống bên người. Cả hai dâng lệnh. Họ ngồi xuống trang nghiêm, mở nắp bình bát ra. Cát Tường cầm củ khoai trên tay quán niệm, rồi chú ngẩng đầu lên. Phật đang bóc cám trong tay và ăn ngon lành. Chú nhìn mà muốn ứa nước mắt. Sau buổi pháp thoại chiều hôm đó, Đại Đức A Nan Đà báo tin cho đại chúng biết về lời nguyện cúng dường cám của người chủ ngựa. Thầy thêm là chỉ khi nào hoàn toàn không xin được thức ăn, các vị khất sĩ mới nên ghé tới chuồng ngựa. Thầy nói có cả thảy 500 con ngựa và số lượng cám được cúng dường sẽ được lấy bớt ra từ phần ăn của ngựa. Đêm nay có trăng, Đại Đức Xá Lợi Phất đến thăm Phật với cây Niêm Ba. Thầy được Phật mời ngồi trên một tọa cụ gần đấy. Thầy hỏi Phật: "Thế Tôn, đạo lý thức tỉnh mà Thế Tôn dạy thật là mầu nhiệm. Đạo lý này chuyển đổi cả sự sống của những ai có cơ hội nghe, hiểu và làm theo. Thế Tôn, làm thế nào để đạo lý này được tiếp nối sau khi người đã trăm tuổi?" Xá Lợi Phất: "Nếu các vị khất sĩ thông hiểu kinh kệ, thực hành theo những pháp môn được chỉ dẫn trong các kinh kệ đó, và nhất là biết chấp hành giới luật cho nghiêm chỉnh, thì đạo lý giác ngộ có thể tiếp nối nhiều trăm năm, có thể là cả ngàn năm về sau." "Thế Tôn, con thấy số lượng các huynh đệ thông thuộc kinh điển rất đông, và hầu hết đều chuyên cần ôn tụng kinh kệ. Con nghĩ nếu các thế hệ người xuất gia tiếp tục học hỏi và trì tụng đều đều như thế, thì giáo huấn của Phật có thể truyền về rất xa trong tương lai. Nhưng truyền tụng kinh điển chưa đủ, cần phải thực tập theo các pháp môn chỉ bày trong kinh điển nữa, và nhất là phải nghiêm trì giới luật. Này Xá Lợi Phất, nếu các vị khất sĩ không nghiêm trì giới luật, thì chánh pháp sẽ không được trường tồn, chánh pháp sẽ mai một rất sớm."
Vậy con xin thỉnh cầu Phật thiết chế và ban hành đầy đủ giới luật để làm mẫu mực ngàn đời cho nếp sống xuất gia. Chưa được đâu Xá Lợi Phất. Giới luật không thể được thiết chế đầy đủ ra trong một ngày và từ một người. Vào những năm đầu của giáo đoàn, chúng ta chưa có một giới luật nào hết. Nhưng từ từ, vì những vụng dại và lỗi lầm của các phần tử trong giáo đoàn mà một số các giới điều đã được thiết chế nên. Số lượng các giới điều, như thầy biết, hiện đã lên tới trên 120 khoản. Số lượng này sẽ tăng lên nữa với thời gian. Những giới chưa thiết chế, mình không thể thiết chế trước được. Bây giờ đây, chúng ta biết là các điều khoản giới luật vẫn chưa đầy đủ. Và vì vậy, chúng ta sẽ phải đợi một thời gian. Khi thấy các giới điều đã đầy đủ, lúc đó chúng ta sẽ ban hành giới luật cụ túc. Xá Lợi Phất, số lượng các giới điều, theo ta thấy, sẽ lên tới ít nhất là 200. Ngày tự tứ đã tới, vị thí chủ giàu có bảo trợ cho mùa an cư đã từ phương xa trở về. Nghe nói các vị khất sĩ nhiều người bị đói trong mùa an cư, ông ta rất lấy làm hối hận. Ông tổ chức một buổi trai tăng thật long trọng tại nhà. Sau khi cúng dường cơm nước, ông còn cúng dường cho Phật và các vị khất sĩ mỗi người một áo cà sa. Sau buổi thuyết pháp, Phật và các vị khất sĩ từ giã ông đi về miền Nam. Con đường về miền Nam thật đẹp. Phật và đoàn khất sĩ đi thành từng chặng, ngày đi, đêm nghỉ. Buổi sáng thiền tọa trước giờ khất thực, trưa thọ trai và nghỉ trong rừng. Buổi chiều tiếp tục đi, gặp những nơi cần giáo hóa, Phật và các vị khất sĩ ở lại nhiều hơn. Buổi tối các thầy học hỏi và ôn tụng kinh điển trước giờ tọa thiền. Sau thiền tọa là nghỉ ngơi. Một buổi chiều nọ, Cát Tường gặp trên đường đi mấy em bé chăn trâu đang lùa trâu về. Chú dừng lại để nói chuyện. Cát Tường nghĩ đến thời niên thiếu của mình, đột nhiên chú nhớ tới các em của chú quá. Chú nhớ thằng Rupa, chú nhớ Ba La, và nhất là chú nhớ bé Hima, em út của chú. Niềm nhớ quặng lên trong lòng chú. Chú không biết rõ là đã đi tu thì còn có quyền nghĩ tới gia đình của mình hay không. Chú định một hôm nào hỏi Phật hoặc hỏi thầy A Nan Đà. Theo chú biết thì chú La Hầu La có nhiều lúc cũng nhớ mẹ lắm. Chính La Hầu La đã tâm sự với chú như vậy. Tuy là đã 20 tuổi, Cát Tường vẫn còn cảm thấy gần gũi với bọn trẻ hơn là với người lớn. Chú ưa quấn quýt bên cạnh La Hầu La. La Hầu La cũng cảm thấy thoải mái khi gần gũi chú. Hai người đã có nhiều dịp tâm sự. Chú đã từng kể cho La Hầu La nghe về cuộc đời của mình như một em bé chăn trâu. La Hầu La chưa bao giờ từng được ngồi trên một con trâu. Nghe nói là con trâu hiền lắm, La Hầu La vẫn chưa tin được. Chú nói với La Hầu La rằng con trâu là một con vật thuộc loại hiền nhất trong các loài động vật. Dù hình tướng của nó to lớn có thể làm cho con nít ở thành phố e ngại. Chú nói đã nhiều lần chú nằm ngửa thoải mái trên lưng trâu trên con đường từ bến sông về nhà, trong khi chú nhìn trời xanh mây trắng và đàn chim bay lượn thì con trâu cứ chậm chậm đưa chú về nhà. Các con trâu khác đều đi theo một cách ngoan ngoãn. Có khi nằm ngửa trên mình trâu, chú còn thổi sáo nữa. Lưng trâu rất ấm và cũng rất êm. Chú lại kể về những trò chơi chú từng chơi chung với bọn trẻ giữ trâu trong xóm. La Hầu La nghe chú kể rất lấy làm ưa thích. La Hầu La đã ở trong cung điện suốt thời gian ấy, và La Hầu La đã có bao giờ được chơi đùa theo cách đó đâu. La Hầu La đã từng tỏ ý muốn được ngồi trên lưng trâu một phen. Cát Tường hứa là sẽ tìm cách giúp cho La Hầu La toại nguyện. Chính Cát Tường mà cũng còn muốn trở về ngồi trên lưng trâu, huống chi là La Hầu La.
Nhưng tình thế khó khăn lắm, đã làm khất sĩ mà còn muốn chơi đùa ngồi trên lưng trâu với bọn mục đồng, điều này không dễ. Cát Tường tính thầm là có dịp đi hành hóa gần quê nhà, chú sẽ xin Phật cho chú ghé về thăm các em, rồi chú cũng sẽ xin Phật cho phép La Hầu La cùng đi với chú. La Hầu La đã từng gặp các em của chú rồi, về thăm các em, chú sẽ bảo Rupa tập cho La Hầu La cởi trâu trên bờ ruộng gần dòng Ni Liên thuyền. Ở đó vắng vẻ không có ai nhìn đến, chú cũng sẽ cởi áo khất sĩ và cũng cởi trâu như ngày xưa, ít nhất là trong một buổi chiều. Mùa an cư năm tới, Phật cư trú trên núi đá Kalika. Đây là hạ thứ 13 kể từ ngày Phật thành đạo. Năm nay, thầy Megiga được làm thị giả cho Phật. Một hôm, thầy Megiga thú thật với Phật là có khi ngồi một mình trong rừng vắng, thầy thấy những tư tưởng tạp loạn và ái dục nổi dậy trong tâm. Thầy thường nhớ Phật dạy là vị khất sĩ phải biết sống một mình để có thì giờ và cơ hội mà thực tập thiền quán. Nhưng khi ở một mình, thầy lại gặp những chướng ngại khác trỗi dậy từ trong tâm. Phật dạy thầy rằng biết sống một mình không có nghĩa là sống không có đạo bạn. Gần gũi bạn bè mà chỉ để chuyện trò phù phiếm, điều ấy không có lợi cho sự tu tập và làm mất hết thì giờ. Nhưng gần gũi bạn hữu để nâng đỡ và chỉ dẫn nhau trong việc thực tập là một điều cần thiết. Vị khất sĩ nên sống trong một đoàn thể để được nâng đỡ và khuyến khích. Đó là ý nghĩa của những tiếng quay về nương tựa nơi tăng. Phật dạy Đại Đức Megiga: Người khất sĩ cần hội đủ năm điều kiện. Thứ nhất là có thiện hữu tri thức, tức là những bạn đồng tu có trí tuệ và đạo hạnh đủ để hướng dẫn mình. Thứ hai là phải có giới luật để giúp mình an trú trong chánh niệm. Thứ ba là phải có cơ hội học hỏi giáo pháp. Thứ tư là phải chuyên cần. Thứ năm là phải có sự hiểu biết. Bốn điều kiện sau cũng có liên hệ nhiều tới điều kiện thứ nhất là có thiện hữu tri thức. Megiga muốn điều phục ái dục, sân hận và si mê, thầy phải thường xuyên thực tập cửu tưởng quán, từ bi quán, vô thường quán và tùy tức quán. Bốn phép quán này có công năng đưa đến giải thoát và giác ngộ. Cửu tưởng quán là quán chiếu về quá trình tàn hoại của cơ thể, thấy được quá trình hủy diệt của một thân thể từ khi tắt thở cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi. Quá trình này có cả thảy 9 giai đoạn, cho nên gọi là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán có thể giúp ta đối trị ái dục. Từ bi quán là quán chiếu về những nguyên nhân đã đưa tới tâm niệm giận dữ của mình, trong đó có những nguyên nhân thuộc tâm lý của mình và những nguyên nhân xa gần đã khiến người khác nói năng và hành động thế nào để mình nổi cơn giận dữ. Từ bi quán giúp ta đối trị sân hận. Vô thường quán là quán chiếu quá trình sinh diệt của vạn pháp. Phép quán này có công năng trừ diệt si mê. Tùy tức quán là theo dõi hơi thở và nuôi dưỡng chánh niệm. Phép quán này có công năng đối trị loạn tâm. Nếu thầy thường xuyên thực tập bốn phép quán ấy, thầy sẽ đạt tới trạng thái tự do của tâm trí.